Theo quy định, mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 50 triệu đồng một căn nhà xây mới và 25 triệu đồng một căn nhà sửa chữa. Và để giúp cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua nhiều địa phương đã có những cách làm hay trong việc vận động thêm nguồn lực để giúp cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Sống đơn thân trong căn nhà rụt nát, ẩm thấp bao nhiêu năm, nên không thể nói hết niềm vui của bà Nguyễn Thị Hai ở xóm Xuân Hồng, xã Nam Xuân khi sắp được sống trong ngôi nhà mới. Ngoài nguồn hỗ trợ 50 triệu theo quy định, thì ngôi nhà hoàn thành còn nhờ sự chung tay của những tấm lòng sẻ chia như con em xa quê, anh em họ tộc, bà con trong xóm, người hỗ trợ công, người hỗ trợ cả công cả vật chất. Kết quả này không thể không nói đến vai trò của các cán bộ cấp xã xóm trong vận động kết nối để lan tỏa những tấm lòng. Xà đi của xếm chị em phụ nữ vậy là ba quán thốn xếm gan xá là đã ủng hộ cho tôi là thật rất là nhiều. Ban vận động các mạnh thường quân bà con nhân dân của xã Nam Xuân đang công tác làm việc ở trong và ngoài xã, thậm chí là cả nước ngoài, là ở gần thì vận động ngày công, còn ở xã thì vận động bằng tiền, bằng vật chất. Không chỉ tại xã Nam Xuân mà việc vận động thêm các nguồn lực để xây dựng nhà cho các hộ có hoàn cảnh hết sức khó khăn được nhiều địa phương thực hiện. Gia đình bà Trần Thị Tỉnh ở xóm Mỹ Chùa, xã Thanh Tiên có chồng đau ốm thường xuyên, con gái chạy thận 4 năm nay. Vì vậy, ngoài nguồn hỗ trợ cung ứng theo quy định 50 triệu đồng, xã xóm còn vận động các nguồn xã hội hóa với tổng số tiền thêm hơn 70 triệu đồng. Nhờ có đảng, xã hội rồi bà con lối xóm trong đội, trong làng họ rất chi là quan tâm mà họ thương là gia đình tôi biết có để mà mình cái nhà này. Cái chúng là vận động trên Zalo, Facebook bằng tiền mặt, còn thực tại ở nhà đấy, hội phụ nữ với tổ tự quản là đèn đấy đầy đủ để phục vụ giúp cho tư giờ nha, cho đèn đắp lên. Với những ngôi nhà lắp ghép do lực lượng công an hỗ trợ thì lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền cơ sở, bà con lối xóm hỗ trợ san lấp nền, làm móng, vận chuyển vật liệu. Còn với những ngôi nhà xây, nguồn 50 triệu là hỗ trợ để tạo động lực. Tuy nhiên, với nhiều hộ gia đình neo đơn, ốm đau bệnh tật thì lo cho cuộc sống hàng ngày đã khó khăn nên không có thêm nguồn tiền tích lũy. Vì vậy, ban vận động các cấp trên địa bàn tỉnh đã đa dạng trong huy động để có thêm nhiều nguồn lực. Như tại huyện Thanh Chương, nhờ thực hiện tốt công tác vận động nên dù kế hoạch năm 2023 khá cao, xây mới và sửa chữa trên 250 ngôi nhà nhưng đã đảm bảo đúng tiến độ. Huyện Thanh Chương còn vận động bà con nhân dân xóm làng, đặc biệt là các cái hộ dân trong các tổ tự quản hỗ trợ về ngày công, về vật liệu. Hội nông dân thì tổ chức hội viên đóng góp gạch, hội phụ nữ huyện biến rác thải thành cái việc làm có ích để hỗ trợ thêm. Lực lượng vũ trang thì đóng góp ngày công, lực lượng dân quân tự vệ thì xung phong là chở nguyên vật liệu về cho các hộ gia đình. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt, ban chỉ đạo các cấp trên địa bàn tỉnh đã kết nối được những tấm lòng thơm thảo, chung tay chia sẻ với người nghèo. Và sự kết nối này đã giúp cho những hoàn cảnh hết sức khó khăn như gia đình bà Tỉnh, bà Hai được ở trong những ngôi nhà mới, khang trang và ấm áp nghĩa tình.